Ngày 14 tháng 11 vừa qua, tại Capella Jewelry Hall đã diễn ra sự kiện lễ ra mắt dịch vụ tư vấn sức mạnh tăng trưởng Brain BOS của công ty tư vấn Brainmark. Đây là mô hình quản trị tiên tiến tạo sức mạnh tăng trưởng với 7 yếu tố then chốt bao gồm tầm nhìn, văn hóa, cấu trúc, sản phẩm, con người, hệ thống, thực thi, giúp doanh nghiệp định hình cấu trúc, xây dựng chiến lược về sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, kết hợp đồng bộ với giải pháp sale và marketing cụ thể, đồng thời giúp các CEO điều hành doanh nghiệp một cách dễ dàng và hiệu quả. Lễ ra mắt với sự góp mặt của Thạc sĩ Davis Tân Nguyễn là Giám đốc Chiến lược Brainmark, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Brain Group cùng với hơn 100 khách mời là các doanh nhân, lãnh đạo và quản lý cấp cao của các doanh nghiệp lớn. Được biết, công ty tư vấn Brainmark đã ra đời tại Việt Nam 20 năm, là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển kinh doanh và hệ thống quản trị tái cấu trúc công ty. Thông qua sự kiện này, mô hình Brain BOS hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp tư vấn thực tiễn, tạo sức mạnh tăng trưởng mới cho mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ cạnh tranh hiện nay.